Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Vấn đề Thế Giới. Trước khi đi vào nội dung chính của bản tin hôm nay, các bạn đừng quên like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh phát triển hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của bản tin. Tình báo phương Tây dự đoán Nga tấn công Ukraine dồn dập chỉ trong vài tuần tới. Tình báo phương Tây có thông tin Nga sẽ sớm tăng cường tấn công trên không và trên mặt đất vào Ukraine nhằm tận dụng thời gian cần thiết để Kiev nhận đủ vũ khí, đạn dược từ gói viện trợ quân sự Mỹ vừa được phê duyệt. CNN trích lời ba quan chức biết về thông tin tình báo phương Tây cho biết sẽ có một khoảng thời gian từ khi phê duyệt nguồn tài trợ để giúp Ukraine cho đến khi phần lớn số tiền đó tới được và tạo ra sự khác biệt đáng kể trên chiến tuyến. Nga sẽ cố gắng sử dụng khoảng thời gian này để có lợi cho mình. Họ thừa nhận rằng những tháng viện trợ của Mỹ bị trì hoãn đã gây ra những tổn thất thực sự cho lực lượng Ukraine trên chiến trường, cả về lãnh thổ và con người. CNN cho biết các quan chức phương Tây và Ukraine tin rằng mối đe dọa trước mắt về các cuộc tấn công gia tăng có liên quan đến kế hoạch của Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đầu mùa hè. Họ đề cập đến việc Nga tiếp tục huy động một phần trong bối cảnh này. Một quan chức quân sự Mỹ đánh giá triển vọng của Ukraine trong những tuần tới ngay cả khi có viện trợ quân sự, nói với CNN. Trường hợp tốt nhất là giữ giới tuyến liên lạc. Trong những tuần gần đây, Nga đã dồn nguồn lực khổng lồ vào hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, tiến tới ba điểm then chốt. Trung tâm quân sự Porov ở phía tây Adikav, điểm cao chiến lược Trasovia gần Bamut và Kurakov ở phía đông nam. Trước đó, Mỹ bày tỏ hy vọng rằng viện trợ quân sự mới của Mỹ được quốc hội thông qua sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Ngoài ra, New York Times còn đưa tin Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine khó có thể sụp đổ. Các cuộc tấn công dồn dập thực tế đã bắt đầu từ vài tuần trở lại đây. Theo chính quyền địa phương, Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm 9 tháng 5, theo chính quyền địa phương, đây là cuộc tấn công trên không lớn nhất của lực lượng Nga trong nhiều tuần. Theo Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Omidchuk, Nga đã sử dụng 76 vũ khí tấn công trên không trong cuộc tấn công, bao gồm 55 tên lửa và 21 máy bay không người lái được phóng từ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát. Ông nói thêm rằng ít nhất 59 vũ khí đã bị phá hủy chỉ sau một đêm. Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất và truyền tải điện ở các vùng Potanva – Kirovograd, Zaporozhia, Lviv, Ivano-Frankivsk và Vinnytsia của Ukraine. Bộ trưởng năng lượng của nước này Herman Halushenko đăng trên Telegram. Cựu Tư lệnh NATO kêu gọi vô hiệu hóa huyết mạch Kaliningrad của Nga. Trong một bài viết đăng trên Bloomberg hôm 9 tháng 5, đúng vào dịp Nga kỷ niệm ngày chiến thắng, cựu Tư lệnh Đồng Minh Tối Cao NATO James Stavridis đã nêu quan điểm cho rằng. Kaliningrad là mối phiên toái cuối cùng còn sót lại ngăn cản biển Baltic biến thành hồ NATO. Nhìn lướt qua bản đồ cho thấy điều đó phần lớn nhưng không hoàn toàn đúng. Đường bờ biển có một vài phần lãnh thổ của Nga, phần còn lại của vùng duyên hải nằm trong tay NATO. Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Đức và Đan Mạch. Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu viết. Ông Stavridis ca ngợi Cuộc tập trận chiến dịch Baltic năm ngoái là một minh chứng cho thấy cách NATO có thể sử dụng lực lượng biển Baltic của mình trong phạm vi hoạt động hải quân để gửi tín hiệu đáng ngại tới Nga. NATO có thể sử dụng hồ Baltic của mình để gây áp lực lên Kaliningrad nhỏ bé, nơi đóng vai trò như một cái nêm địa lý giữa các quốc gia vùng Baltic của NATO, Estonia, Latvia và Lithuania và phần còn lại của Liên minh. Ông Stavridis bình luận trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Kaliningrad sẽ cần phải bị vô hiệu hóa để các lực lượng trên bộ của Nga có khả năng hoạt động thông qua các quốc gia đồng minh của Moscow là Belarus, không thể kiểm soát được vùng Suwansky quan trọng. Cựu tư lệnh NATO nhận định, Kaliningrad là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng nằm tách biệt với các vùng khác của đất nước. Khu vực này từng là một phần của Đức, nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi phát xít Đức thua trận, khu vực này đã trở thành một phần của Liên Xô và ngày nay là Nga. Theo giới quan sát, Kaliningrad là vùng lãnh thổ của tầm quan trọng to lớn vì được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO. Là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp danh với Suwanski dài 60 km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ bị tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, Quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng gian đè với NATO. Trong những năm qua, Nga đã hiện đại hóa và tăng cường lực lượng ở Kaliningrad. Năm 2020, Nga nâng cấp lữ đoàn bảo vệ khu vực này thành sư đoàn. Một số chuyên gia cho rằng vị trí chiến lược của Kaliningrad khiến khu vực này trở thành mối đe dọa với NATO, nhưng cũng là một điểm yếu đối với Nga. Kaliningrad nằm trong lòng NATO nếu xung đột xảy ra, Việc Liên minh có thể cắt đứt nó với lục địa Nga xảy ra dễ dàng hơn. Mặt khác, Saint Petersburg cũng là một trong những thành phố cảng quan trọng nhất của Nga, được nối với biển Baltic qua vịnh Phần Lan, một tuyến đường thủy hẹp giáp với Phần Lan ở phía bắc và Estonia ở phía nam. Với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, khu vực vịnh Phần Lan sẽ trở thành một nút thắt nếu kịch bản xung đột xảy ra. Khi đó Nga sẽ bị hạn chế quá trình vận chuyển hàng hải và đối mặt với thách thức khi tiếp tế hoặc củng cố lực lượng tới Kaliningrad bằng đường biển. Thế vào đó, sự kiểm soát của NATO đối với eo biển Đan Mạch, nối biển Baltic với Đại Tây Dương và giáp với Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy sẽ cho phép liên minh hạn chế hơn nữa các hoạt động của hạm đội biển Baltic của Nga. ISPK, Nga tăng đáng kể tốc độ tấn công, xoáy sâu vào điểm yếu của Ukraine viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại mỹ nhận định quân đội nga đã tăng đáng kể tốc độ tấn công trên bộ ở miền đông ukraine trong tháng qua các nhà phân tích tại isvk đánh giá quân đội nga có lẽ muốn đạt được thành tựu lớn hơn trước khi hỗ trợ quân sự của phương tây cho ukraine đến tiền tuyến trung tá nasa vodosin đại diện nhóm lực lượng kortisa phía đông của quân đội ukraine cho biết số vụ giao tranh đã tăng đáng kể từ 84 vụ ngày 8 tháng 5 lên 146 vụ ngày 9 tháng 5 và lưu ý rằng hầu hết các cuộc đỏ súng đều diễn ra ở khu vực chịu trách nhiệm phòng thủ của nhóm, trải dài từ vùng Kharkov đến khu vực biên giới hành chính giữa Donetsk và Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng số cuộc tấn công của Nga đã tăng từ 17% từ tháng 3 đến tháng 4 và hơn 75% các cuộc tấn công trên bộ được ghi nhận xảy ra tại các điểm nóng cho gia Ariyevka và Marinka. Đặc biệt, số vụ tấn công của Nga gần cho Sofia đã tăng 200% từ tháng 3 đến tháng 4. Trung tá Volosin cho rằng, việc Nga tăng cường tấn công hiện nay là do bùng lầy sau mùa xuân đã khô, tạo điều kiện cho phương tiện cơ giới hoạt động và các lực lượng Moscow đang cố gắng tận dụng điểm yếu tương đối của Ukraine để tấn công. ISVK tiếp tục đánh giá lực lượng Nga sẽ duy trì tỷ lệ tấn công cao khắp miền đông Ukraine để giành lợi thế cho đến khi viện trợ phương Tây tới được tiền tuyến. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 9 tháng 5 của ISVK. Thứ nhất, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã sử dụng bài phát biểu ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5 để truyền đạt niềm tin rằng phương Tây đang cố gắng xóa bỏ sự đóng góp của Liên Xô trong chiến thắng trước Đức Quốc xã thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ hai, Tổng thống Putin đã tận dụng cuộc gặp gần đây với các chỉ huy của một số đơn vị tiên tuyến để thể hiện mình là một tư lệnh tối cao đầy hiểu biết và hiệu quả, nắm rõ tình hình phức tạp ở mặt trận và tham gia tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khó khăn. Thứ ba, tại cuộc duyệt binh ngày chiến thắng, ông Putin xuất hiện cùng với một số quan chức nước ngoài, có lẽ để khẳng định mình là một chính khách hiệu quả có khả năng tạo ra một liên minh thay thế cho các cơ cấu quyền lực của tập thể phương Tây. Thứ tư, trong tháng qua, các lực lượng Nga đã gia tăng đáng kể số lượng các cuộc tấn công trên bộ ở miền đông Ukraine, có thể phản ánh tình hình chiến trường hiện tại và ý định củng cố thành công của chỉ huy Nga trước khi hỗ trợ quân sự của phương Tây đến mặt trận. Thứ năm, lực lượng biên phòng Nga đang rút quân khỏi phần lớn Armenia khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tiếp tục đối mặt với phản ứng dữ dội trong nước vì quyết định của ông về Nagorno-Karabakh. Thứ Sáu, vào ngày 9 tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào các kho dầu và cơ sở hạ tầng lọc dầu của Nga ở vùng lãnh thổ Krasnodar và Cộng hòa Baskotosan. Thứ Bảy, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Arievka và Donetsk. Ukraine bí mật sản xuất vũ khí trong lòng đất nhưng vẫn phát hiện có kẻ phản bội trong nhà máy. Tờ Iomundo dẫn nguồn tin trong ngành vũ khí Ukraine viết rằng một mạng lưới các nhà máy sản xuất vũ khí bí mật đã xuất hiện ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Nguồn tin của Iomundo cho biết một số nhà máy nằm dưới lòng đất, trong khi số khác nằm ẩn sâu khung cảnh rộng lớn. Nguồn tin của Iomundo cũng lưu ý rằng vấn đề giữ bí mật vị trí của những nhà máy là mối quan tâm đặc biệt của Kiev vì những kẻ phản bội đã bị phát hiện trong số nhân viên của các nhà máy. Cần lưu ý rằng, việc xây dựng mạng lưới cơ sở sản xuất ẩn đang được giám sát bởi Alexander Kamishin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược. Iomundo viết rằng các nhà máy này hiện đang sản xuất đạn dược, tất cả các loại máy bay không người lái, xe chiến đấu bọc thép Kozak, tên lửa Neptune và tên lửa chống tăng Stuga. Nguồn tin này còn cho biết khối lượng sản xuất đã tăng gấp 3 lần kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã có những bước phát triển tích cực trong sản xuất vũ khí, đặc biệt là khi nói đến sản xuất máy bay không người lái và đạn pháo. Ông nói: "Tôi luôn biết ơn mọi công ty và mọi nhà sản xuất đã cung cấp cho lực lượng quốc phòng và an ninh của chúng ta mọi thứ họ cần." Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.